Mạch trận bất bại từ đầu mùa của Thép Xanh Nam Định đã bị chặn đứng vào cuối tuần trước. Qua đó, đội bóng Thành Nam cũng không thể giữ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League 2023-24. Trở về chào lửa thiên trường cuối tuần này, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt quyết tâm thu về 3 điểm trọn vẹn khi đối thủ chỉ là LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đang loay hoay với khủng hoảng. Trong video hôm nay, hãy cùng FPT Bóng Đá Việt đến với những nhận định và tổng quan tình hình lực lượng của hai đội bóng trên trước giờ bóng lăn. Trước vòng đấu thứ 7, Thép Xanh Nam Định đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Trong khi đó, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ vỏn vẹn có 2 điểm và xếp ở vị trí áp chót. Đại diện phố núi vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng ở V-League 2023-24. Về phần đội chủ sân Thiên Trường, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có khởi đầu như mơ trong mùa giải năm nay với 4 trận đầu mùa toàn thắng. Tuy nhiên, ở 2 trận gần nhất, đội bóng Thành Nam đã chứng lại với chỉ vỏn vẹn 1 điểm thu về từ trận hòa Công an Hà Nội. Gần nhất, họ để thua cay đắng với tỷ số 2-3 trước BKMX Bình Dương bởi sự xuất sắc của tiền đạo Tiến Linh bên phía đại diện đất thủ. Trận thua mới đây không chỉ khiến Nam Định đánh mất ngôi đầu vào tay đối thủ mà còn khiến họ lộ ra nhiều hạn chế cực lớn cho cuộc đua đường dài đến ngôi vương V-League mùa này. Sau 6 vòng, Nam Định đã ghi tới 15 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác tại V-League mùa này. Trung bình mỗi trận, đội bóng Thành Nam có 2,5 lần sẽ lưới đối phương. Họ cũng đang sở hữu chân sút lợi hại nhất giải là Rafelson với 8 pha lập công. Bên cạnh đó, những mũi nhọn như Văn Toàn hay Henrio cũng thể hiện diện mạo ấn tượng. Tính cả trận đấu với Trường Tươi Bình Phước ở Cúp Quốc gia, Thép Xanh Nam Định đã trải qua 7 trận đấu liên tục ghi bàn trong mùa giải mới. Đó là con số thực sự ấn tượng mà không phải đội bóng trong nước nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, thất bại trước BKMX Bình Dương đã chỉ ra rằng tập thể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang phòng ngự quá tệ. Dù thuyền trưởng của đội bóng Thành Nam khẳng định Nam Định đang lấy công bù thủ, tuy nhiên lối chơi này không phải trận nào cũng mang lại hiệu quả. Trận thua mới đây trên sân Bình Dương là minh chứng rõ nhất. Hàng công của Thép Xanh Nam Định gây ấn tượng mạnh với những cầu thủ tấn công siêu hạng là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng là hàng phòng ngự mong manh nhất V-League lúc này. Sau 6 trận đấu đã qua ở mùa giải, trận nào Nam Định cũng thủng lưới. Ngay cả những đội tầm trung như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay Quảng Nam cũng dễ dàng xuyên thủng mảnh lưới của Nguyên Mạnh. Trận đấu duy nhất đội chủ sân Thiên Trường giữ sạch lưới từ đầu mùa là trận gặp Trường Tươi Bình Phước ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, đó cũng là màn đọ sức mà thủ thành trẻ Liêm Điều đã phải đối mặt với rất nhiều tình huống sóng gió từ đội chủ nhà. Nếu Bình Phước may mắn và chính xác hơn trong những pha dứt điểm, Thép Xanh Nam Định đã không thể giữ sạch lưới. 11 bàn thua sau 6 trận là con số không hề nhỏ chút nào với một đội bóng đang ở top đầu trên bảng xếp hạng. Việc dồn hết nhân sự ngoại binh cho hàng tấn công với những Coutinho, Henrio, Rafelson khiến hàng tiền vệ và tuyến dưới của Nam Định không còn ngoại binh gánh vác. Trong khi đó, thủ môn Nguyên Mạnh cũng không có được phong độ cao như mùa giải trước. Cặp trung vệ nội Hữu Tuấn, Thanh Hào không phải lúc nào cũng giữ được sự tỉnh táo và tập trung qua từng trận đấu. Đôi lúc, hai cái tên này còn mắc những sai lầm không đáng khiến đội nhà phải chịu bàn thua. Mùa trước, Thép Xanh Nam Định tuy tấn công không hay bằng mùa này, nhưng họ có sự cân bằng giữa công và thủ bởi có sự góp mặt của tiền vệ trung tâm Andre Luiz. Còn hiện tại, bộ đôi Hoàng Anh và Văn Công dù rất nỗ lực, nhưng những gì họ đã thể hiện vẫn chỉ ở mức tròn vai. Với những hạn chế đã nêu trên, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chắc chắn sẽ phải có những toan tính về lực lượng trong thời gian tới nếu muốn Nam Định tiếp tục cuộc đua vô địch mùa này. Việc mạnh dạn loại bỏ chân sút thiếu hiệu quả như Coutinho để thay thế bằng ngoại binh có xu hướng phòng ngự tốt hơn hoàn toàn có thể là giải pháp phù hợp cho đội bóng Thành Nam. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những sự thay đổi ở giai đoạn 2, Nam Định cần phải chiến đấu tiếp với những gì đang có, ít nhất là trong vài vòng đấu tới. Dù tâm lý bị ảnh hưởng không nhỏ sau thất bại trước Bình Dương, nhưng may cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là họ sẽ có lợi thế sân nhà tại vòng 7. Thêm vào đó, họ sẽ chỉ phải đọ sức với một Hoàng Anh Gia Lai đang suy yếu hơn bao giờ hết. Vì thế, 3 điểm được xem là hoàn toàn trong khả năng của đội bóng Thành Nam. Dù có lượng cổ động viên đông đảo nhất nhì trên toàn quốc, nhưng thực tế không thể chối cãi là Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu dàn lực lượng thuộc dạng yếu nhất V-League lúc này. Kết quả trên bảng xếp hạng lúc này là hoàn toàn xứng với chất lượng cầu thủ hiện tại của đội bóng phố núi. Lực lượng quá mỏng, thiếu cả số lượng lẫn chất lượng khiến đội bóng phố núi không thể duy trì được sự ổn định trong suốt mỗi trận đấu. Chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai thi đấu mùa này, có thể thấy đội bóng này có thời điểm chơi không hề tệ, thậm chí là ấn tượng. Tuy nhiên, họ không thể duy trì lợi thế đến hết trận. Những sai lầm cá nhân lẫn hệ thống khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak liên tiếp mất điểm đáng tiếc. Hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai dù tuổi đời không còn quá trẻ và cũng đã được thi đấu vài mùa ở V-League. Dẫu vậy, những sai lầm sơ đẳng vẫn không ít lần xuất hiện, khiến đại diện phố núi rơi vào tình cảnh khó khăn. Đây là điều đã lặp đi, lặp lại trong suốt những trận đấu đã qua của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Bên cạnh việc thiếu hụt lực lượng, huấn luyện viên Kiatisak còn không gặp may về những toan tính nhân sự của mình. Ông thầy người Thái mạo hiểm loại bỏ trung vệ Diakite để bố trí Martin Zila đá cặp trên hàng công với John Clay. Zico Thái toan tính lấy công bù thủ nhưng không thành công. Chấn thương dài hạn của Zila khiến tính toán của huấn luyện viên Kiatisak trở nên vô nghĩa. Lúc này, ngoài việc chi tiền để bổ sung những cầu thủ chất lượng trong giai đoạn giữa mùa,
sẽ thật khó để nghĩ đến viễn cảnh nào khác có thể giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng mùa này. Tuy nhiên, ở giai đoạn giữa mùa, mỗi đội cũng chỉ được bổ sung thêm tối đa 5 cầu thủ và con số đó chưa chắc đã đủ với một tập thể nhìn đâu cũng thấy điểm yếu như Hoàng Anh Gia Lai hiện tại. Đó là còn chưa tính đến những cái tên thực sự chất lượng, chưa chắc đã muốn gia nhập đội bóng phố núi trong bối cảnh hiện tại. Ngoài ra, các đội cũng còn phải thi đấu 5, 6 vòng nữa mới có thể bổ sung nhân sự. Điều này sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Kiatisak chưa thể sớm thoát khỏi tình cảnh chật vật. Những con số thống kê trên bảng xếp hạng lúc này rõ ràng chỉ ra phong độ tệ hại của Hoàng Anh Gia Lai. Họ mới chỉ ghi được 4 bàn thắng, ít nhất giải, thủng lưới 11 bàn, chỉ ít hơn Khánh Hòa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng phố núi cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là hai đội chưa thắng trận nào và để thua nhiều nhất tính đến lúc này với 4 thất bại. Đối mặt với tình cảnh bết bát hiện tại, đã có những thông tin cho rằng huấn luyện viên Kiatisak có thể bị thay thế, nhưng rõ ràng với nguồn nhân sự thiếu cả về lượng lẫn chất thì bất cứ nhà cầm quân nào cũng có thể sẽ gặp khó như Zico Thái. Trong bối cảnh hiện tại, có lẽ Hoàng Anh Gia Lai nên học cách chọn trận mà đá, giống như những đội bóng thực lực yếu ở V-League trước đây như Khánh Hòa, Quảng Nam hay Long An từng áp dụng để đua trụ hạng và tồn tại ở đấu trường V-League đến những mùa giải tiếp theo. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã có mặt ở Nam Định từ ngày 18 tháng 12 và có khoảng 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ sân Thiên Trường. Điều đó cho thấy quyết tâm cực lớn của đoàn quân Zico Thái trong mục tiêu có điểm rời sân Thiên Trường. Dẫu vậy, với thực lực hiện tại, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ để Hoàng Anh Gia Lai có thể ra về với dù chỉ một điểm trong tay ở trận đấu tới. Cần nhớ rằng, Thép Xanh Nam Định cũng đang cực kỳ khát khao chiến thắng để giải tỏa tâm lý và tiếp tục cuộc đua ngôi đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác. Cuộc đọ sức giữa Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 12 và được trực tiếp trên các nền tảng của truyền hình FPT Play. Rất mong được sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Video tổng hợp trước trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai đến đây là hết. Quan điểm của quý vị và các bạn về trận đấu này như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để cùng nhau trao đổi nhé. Và đừng quên đăng ký kênh cùng nhấn chuông thông báo để đón chờ những video thú vị tiếp theo trên FPT Bóng Đá Việt. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xuống bóng! Niềm vui cuối cùng cũng đã đến và niềm vui đó dành cho các cổ động viên của đội bóng Thành Nam. Một lần nữa tại sân vận động Bình Dương thì Thép Xanh Nam Định lại là bên mở tỷ số trước. Hy vọng vẫn còn cho LP Bank Hoàng Gia Lai. Zaro nguy hiểm. Wow! Tuy nhiên thì lá cờ Việt vị đã được phất lên. Chúng ta vừa nói về những hy vọng cho LP Bank Hoàng Gia Lai. Họ đã rất gần với điều đó. Zairo không Việt vị nhưng đồng đội của anh ập vào, tạo ra sức ép với Văn Việt đã rơi vào vị trí Việt vị. Đó là A Hoàng.